Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp. Thì hôm nay em có về một chiếc t-shirt cực kỳ nổi tiếng. Đó là chiếc t-shirt Luxury Diamond với mã hiệu là T086408220360. Phải nói với các bác, đây là một chiếc t-shirt cực kỳ nổi tiếng các bác nhé. Bởi vì sao? Bởi vì cái mức giá niêm yết của con này nó rất là cao. Nó cỡ khoảng tầm 42 hay là 43 triệu, em nhớ không rõ, niêm yết tại hãng nhé. Nhưng mà hôm nay các bác chỉ cần phải bỏ ra là 8 triệu 500 ngàn để sở hữu con này. Hàng qua sử dụng, tất nhiên là hàng qua sử dụng rồi, nhưng mà hình thức thì đang còn ổn. Mà giá thì thật sự các bác là quá rẻ, 8 triệu 500 ngàn so với cái mức giá niêm yết lên đến hơn 40 triệu. Đây các bác có thể check mã con này ra nhé. Thì con này sẽ được mạ PVD này, đính thì đính kim cương này các bác này, kim cương tự nhiên nhé, 12 viên kim cương luôn, tự nhiên. Ngoài ra chống nước 50 m, máy nhé, máy của nó thì là máy chuẩn chronometer. Tức là gì? Tức là độ sai số con này cho phép một ngày nó chỉ có vài giây thôi. Đấy, đồng hồ tiền tỷ cũng chỉ có cái độ sai số như thế này thôi, không thể nào hơn được. Đó, thật sự là quá ngon trong cái tầm giá này, thì option nó gần như là đầy đủ. Kính sapphire thì có phủ chống lóa đấy. Còn gì thiếu nữa đâu các bác? Không thiếu một cái option nào trong tầm giá này cả. Máy thì là máy Powermatic 80, chữ cốt 80 giờ, đạt chuẩn chronometer. Kính thì phủ chống lóa, cọc thì đính kim cương. Mà giá thì chỉ có 8 triệu 500 ngàn. Con này thì bây giờ hình như new, bây giờ hình như không còn nữa các bác. Bây giờ new, hôm trước thì em nhớ anh em bán con new con này, hiện tại giá hiện tại nó rơi vào cỡ khoảng tầm 13 đến 15 triệu. Nhưng mà bây giờ hình như là không còn nữa, con này bây giờ nó rất hiếm rồi. Đấy. Còn hôm nay các bác chỉ cần bỏ ra 8 triệu 500 ngàn cho chiếc qua sử dụng này thôi. Tất nhiên là qua sử dụng thì cũng có xước sát rồi, tuy nhiên thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến thẩm mỹ đâu các bác. Đấy. Dây thì chúng ta có dây 4 mắt này và một chỉ chạy chính giữa được mạ PVD màu zin gold. Khóa thì nó sẽ là khóa gập hai bên, logo của t-shirt 1853. Còn thiết kế đặc trưng của t-shirt luxury thì các bác cũng sẽ thấy luôn luôn là một phần càng ngắn gọn này, phần hông sẽ được thiết kế theo kiểu dạng 3D dập nổi viên gạch rất đẹp này. Đó, đặc trưng của dòng luxury nó là như vậy. Và với con này thì nó sẽ có niềng được mạ PVD màu zero gold và đáy cũng sẽ được mạ PVD màu zero gold. Con này là một con đề mi vàng vàng gold các bác nhé. Đấy, núm sẽ có logo của t-shirt này. Còn về kính sapphire thì quá ngon rồi các bác. Xin thưa các bác là kính sapphire có phủ chống lóa hai lớp siêu trong luôn. Kích thước size thì em nó sẽ có cái size là 41 mỏng, bọn này thì mỏng 9.6 và lắc tu lắc là 48. Con này thì anh em của tay khoảng tầm 16 năm đổ lên thì đeo đẹp. Đây, 16 năm các bác nhé, tầm khoảng 16.5 cm đổ lên thì đeo ra. Còn nếu anh em của tay như em khoảng tầm 15.7 thì đeo nó cũng hơi cố một tí. Đấy, hơi cố một tí. Rồi, mã số thì thông báo với các bác một chút là mã số con này rất đẹp. Mã số con này nó là mặt theo kiểu dạng vân cát. Đây các bác dùng kỹ và các bác sẽ thấy là mặt của nó là mặt vân cát này, rất đẹp này. Đó, 12 cọc số là 12 viên kim cương, tổng trọng lượng là 0,085 carat thì phải. Em nhớ không rõ lắm, hình như là 0,085 carat thì phải. Còn ngoài ra thì giữa cọc số chúng ta sẽ có những vạch chữ phút nhỏ này. Còn cọc kim thì thiết kế nhẹ nhàng, gọn gàng. Về cấu hình máy thì chúng ta có t-shirt 1853 này. Máy của nó là máy Powermatic 80 chuẩn chronometer các bác nhìn nhé. Cái chữ chronometer này nó cực kỳ có ý nghĩa đấy. Thì với một con được đạt chuẩn chronometer thì cái độ sai số cho phép của nó một ngày chỉ có vài giây thôi. Và đây là một trong những cái tiêu chuẩn khắt khe nhất của đồng hồ cơ Thụy Sĩ. Đồng hồ tiền tỷ cũng chỉ có cái chuẩn chronometer này thôi các bác. Đấy, nói thật với các bác là máy của nó, máy bất cứ một con đồng hồ nào có chuẩn chronometer là một con máy ngon. Một con máy của Thụy Sĩ mà có chuẩn chronometer là một con máy ngon, các bác không cần phải hỏi nữa. Bởi vì chuẩn chronometer nữa rồi thì còn đòi hỏi gì? Một chiếc đồng hồ cơ sai số chỉ có vài giây một ngày thì thực sự các bác là hoàn hảo. Rồi, máy con này là máy C07.112 Tech Escapement có chuẩn chronometer. Các bác nhớ rõ nhé, chuẩn chronometer này nó quan trọng hơn. Bởi vì rất nhiều con cũng là máy C07.11 nhưng sẽ không có chuẩn chronometer. Đó, các bác chú ý nha. Thân thép không rỉ, kính sapphire chống nước con này 50 m, đi mưa rửa tay thoải mái này. Máy design cũng khá là đẹp, 23 chân kính. Thì với chiếc đồng hồ này thì chúng ta có 80 giờ cót, automatic có hỗ trợ co tay dừng kim giây, sai số thì chỉ có vài giây một ngày.
Và mức giá giao lưu với các bác chỉ có là 8 triệu 500 ngàn một chiếc qua sử dụng, con này còn hộp. Đấy, 8 triệu 500 ngàn thôi các bác nhé. Một cái mức giá phải nói là cực kỳ hấp dẫn thời điểm hiện tại. Con này thì bây giờ hình như new thì không còn đâu các bác, còn lướt thì anh em bán đâu đó quanh quẩn khoảng tầm 11, hơn 11 đấy. Còn giá bây giờ em giao lưu với bác chỉ có 8 triệu 500 ngàn thôi. Cân nhắc các bác nhé, bảo hành 24 tháng, miễn phí tất cả các lỗi, riêng do vợ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát điện đóng phách. Mọi thông tin liên hệ thì em để phía dưới với tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm. Cân nhắc các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.